Vâng, trận thi đấu thứ hai trong xuyến đấu thứ tư. Nô 1 là người cầm Greg. Vâng, ở trong xuyến đấu thứ tư này Nô 1 cầm quân khá xấu, hai trận, một trận Kata, một trận Greg rồi. Và chúng ta cũng đến BB. Như vậy Greg và Choson, vâng có lẽ là không gì xấu hơn rồi. Không biết bên kia có những gì nhưng Greg và Choson có lẽ là vâng mắc mắc binh của thể loại xấu rồi. Và còn hai Greg nó là xấu hơn nữa. Chúng ta cùng tiếp tục đến màn hình máy cái thủ nô 1 thôi. Một bài cầm Greg của cái thủ nô 1. Vâng, hiêu đầu. Bây giờ thì cố gắng gấp rút đá về. Đoàn hiêu đầu là khá to, 6 con. Vâng, 12 trên 16 là tham lai cũng này. Giờ cứ lần lượt và đẩy về thôi. Vâng, một bài Greg cho son thì cứ từ từ mà đánh thôi. Cái bài này cũng chả phải gấp rút để làm cái gì, từ từ mà triển thôi. Vâng, thấy bãi quả phụ phía trên rồi nhưng vẫn cứ phải từ từ bài này. Vâng, không cục xúc được bài này. Đây là bài hình máy của thủ BB cầm cho son. Vâng, cho son liệu có một bài cung ao một áo hay là vâng vẫn đánh chém như bình thường thôi. Không biết bên kia có những cái gì nữa. Vâng, tham lai 20 trên 24 là tham lai đúng này. Đến từ game thủ BB cầm cho son vừa chỉnh lại cái tỷ số ở bên cái kênh miễn phí để các bạn có thể tiện theo dõi luôn. Vâng, kéo nông dân ở phía ngoài đóng một chiếc BS Bắc Binh ăn 7 hiêu này. Có voi và có hiêu thêm nữa. Nhưng giá như đây là pơ thì là tươi hơn, nhưng đây chỉ là cho son thôi. Cố gắng chỉ vào con hiêu. Bây giờ thì giật con voi này về. Vâng, đi đánh lô bài này thì khó quá. Tiếp tục đến với màn hình máy của cái thủ nô 1 thôi. 23 trên 24. Lên ăn bãi quả phụ ở phía trên. Voi hiêu ở nhà chính đang là khá nhiều. Bài nô 1 có lẽ sẽ ép đời được thôi. Vâng, bài này nếu mà vâng chuẩn chỉ thì cái thủ nô 1 vẫn ép được ở trong cuối 9 đầu 10 gì đó. Vâng, con voi quay đầu rồi, hơi đáng tiếc. Vâng, 23 trên 24 là tham lai cũng đây. Thực bây giờ đã hơn 5 lít rồi. Vẫn đang dồn lên. Tuy rằng không được nhanh cho lắm, nhưng nói chung là vẫn đủ để kích đời bài này thôi. Và vẫn là cuối 9 đầu 10 gì đó thôi. Babylon đến từ thủ viên lớp, còn Gunny là người cầm gì thì tôi cũng chưa rõ. Thiếu hai gỗ đó để đóng BM. Như vậy là cuối 9 rồi. Bài này cuối 9 dành cho cái thủ nó 1. Rồi 9-5-17 dành cho cái thủ nô 1 ở 23 nông dân Greg. Chiếm lấy lợi thế về ép đời và sau đó thì chuyển từ lợi thế sang đến những ưu thế nhất định ở những thời điểm đầu. May ra còn có hy vọng và khả năng ở trận đấu này. Và ông B thì sao? Và Gunny cũng ép 1 là cực kỳ sớm. Hitty và Babylon. B 26 nông dân. Và B tụt hốc. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng, BA và BM.
Cho son đánh cung A bổ đá thì cũng không có gì là quá lạ lẫm. Vâng, Babylon đánh cung, còn Hitty là người đánh chém. Có lẽ là như vậy, chúng ta cùng chờ xem có phải là Gunny đóng lờ hay không. Vâng, như vậy Gunny là cầm Hitty mới là người đánh cung, còn Babylon là đánh chém. Lên lời là khá sớm giành game thủ nó một nhưng vẫn chưa làm hại được gì game thủ Gunny. Chéo cánh sang nhà, vâng chéo cánh sang nhà game thủ về lớp luôn. Babylon đến từ game thủ về lớp đây rồi. Vâng, Babylon đánh chém. Về lớp vẫn chưa nhảy ba. Trong khi đó đầu một thì đã nhảy rồi, sóc được một đôi chém ở hai nhà VL rồi. Bãi vàng có thể chọc xuyên. Không, nhưng mà lại không thể chọc xuyên trong tình huống này. Về lớp bò bế là rất kỹ càng. Chưa kill được bất kể một nông dân nào đến từ về lớp cũng như là game thủ ngắn đi. BB tham lai 26 tạm thời khung nhà. Có khá khá ruộng. Alo, vâng chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại trận đấu thôi. Vâng, một khán giả vừa vào phòng trong bình luận kéo cân thôi, vâng cân theo kiểu 80-20. Không biết cân kiểu gì, vâng, cân 80-20 cũng đặt lên cân mà cân được, nên chịu. Bây giờ tham lai thủ xuống còn 11 đến từ thủ nô 1. Vâng, trận nổ trận xịt rồi. Vâng, khỏe ở trận trận đấu này lại yếu quá. Bị Gunny truy sát là cực kỳ gắt gao. Vâng, những con cùng là Hitty bắn vào thì khỏi phải nghĩ rồi. Tụt xuống 10, tụt xuống 9 và sau này tên này lọt đấy không? Đi sai rồi. Trận đấu mà dường như BB không được thi đấu. Về lớp chỉ thủ phủ không thôi. Vâng, đào vàng và thủ phủ. Hai chiếc BS để ăn một bãi vàng. Nó một kích 9 và vâng không làm hại gì game thủ Gunny. Gunny là người bo bế là khá nhanh và có những con cung tê hit. Vâng, tỷ số là một đều C4 và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu được xem là bản lề C4 thôi.